cây khế ốm nhau ốm nhách vậy là quá trời trái luôn nè. Ôi trời ơi, trồng ở trước sân thôi mà nhiều trái lắm nè. À, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. À, chờ luôn. Rồi bên này nữa. Quá trời luôn nè, có một trái nữa. Bên này nữa nè. Nè, nữa nè, nữa nè, nữa nè. Từ từ con, từ từ. Quá trời luôn. Rồi hái đi, hái đi, con hái đi. Đó. Con cầm. Rồi hái nè, ở trên này quá trời nè. Đâu? Không thấy gì hết. Đấy, trời đất ơi, không thấy vậy mà còn không thấy nữa. Tới 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 chừng gãy xong. Con gì, con gì, con gì, con gì. Con thấy con gì đâu, hái đi. Không, con thấy con cũng bỏ. Nhiều lắm luôn. Có mấy trái chưa kịp hái xong nó bị chín, nó thúi hết luôn rồi. Nó rụng xuống, mưa nó rụng. Đây. Cái con đó nó có cái con đớn trên cạnh. À, mấy trái này nó chín nè, nó muốn thúi rồi nè. Qua mưa rụng xuống dưới sân. Hôm qua mưa rụng xuống dưới sân một mớ luôn rồi, uổng chưa? Nè. Đó. Đang đang có bông nữa nè mọi người nè. Đó, nó đang có bông nữa nè. Nhiều lắm, nó có bông nè. À, có cái con bọ gì nè. Đâu rồi, đâu rồi, đâu, đây nằm nó nè. Con gì đây ta? Con bọ cánh cam hả hay là con gì nè? Kiwi với cô ca thấy con này bỏ chạy tụt dép rồi. Đó, con gì đây ta? Con bọ gì không biết nữa được rồi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đâu rồi, đâu rồi. Ờ, không thấy nó nữa rồi. Nó mất đâu rồi. Còn trên nóc nóc nhà nữa đây. À, đây trên nóc nhà nữa đây. Rồi có đứa nào lên không? Kiên Quy có lên hái không? Dạ không. Đi đây, đi đây nè, đi đây. Rồi tiếp tục. Giỏi quá. Đây 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 đây. Nào bé không? Từ từ đây, đứa mẹ, đứa mẹ, đứa mẹ. Rồi tiếp tục. Ê, coi chừng gãy cành của mẹ. Đây 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 mẹ, đứa mẹ. Ê ba, có con gì trên lưng ba kìa. Tiếp tục này. Mẹ thôi gãy cành của mẹ. Ồ trên này. Trên nóc nhà còn này. Đâu 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 rồi. Này. Đó, ê đi lượn cái máy vô. Ha. Đó, nè con nè. Làm sao để leo lên đây đi vậy nha. À, mọi người thấy chưa? Trên nóc nhà vẫn còn nè, đó. Bông nè. Đang nở bông nè, thấy chưa? Bông nó tiếp tục có trái nữa đó. Ồ mai á, ở đằng kia nữa. Từ 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 từ, ơi con gì nè, không có lòn cái máy xuống nè, đó đây nè, thấp thoáng nè, thấp thoáng nè, đó đó. Trên máy tôn, máy viên ở phía trước sân nhà, ở nhà cô kia trồng có cây nhỏ vậy đây nè, ốm nhôm ốm nhắc trồng chơi chơi ngoài sân thôi, ai ngờ đâu nó có trái thiệt luôn. Ôi từ từ. Hai kia vui quá. Vui không? Quá vui. Kìa kìa, khoan khoan từ từ. Chơi chơi chơi. Từ từ. Chưa. Ờ, nhìn nó nè, nhìn nó nè. Nó mọc thù lù, nó bự ở trên nóc nhà. Cái này ở trên. Nè con.
Ok, nhà ăn kiwi, cầm ăn kiwi cầm. Ôi, bé bé. Nhặt lên, nhặt lên, lượm lên. Đi đi đi. Nè, tôi cầm mấy trái cho. Mình coi nè. Đó, ở trên nó, ở trên nóc nhà đâu ai thấy nó đâu. Bỏ rổ đi con. Ủa, đầy rồi, phải lấy cái rổ lớn hơn rồi. Lấy cái rổ lớn hơn rồi mấy bạn ơi. Ê, em kiwi vô nhà lấy rổ đi con. Đi đâu mà lấy gặp con rổ. Nữa nè. Ô cái gì vậy? Xe này kêu ghê. Đây bông nữa nè. Đó. Đang à. Em nào ra trái thì ra trái mà em nào. Ơi từ từ. Em nào ra trái thì ra trái mà em nào nở bông thì nở bông, tiếp tục nở bông. À, nở bông. Con có trời nè. Hôm qua trời mưa. Khét nhà kia rớt quá trời luôn. À, khét rớt quá trời, rụng quá trời luôn. Ở đâu? Bỏ mày lấy mấy đổ em. Hết rồi. Này. Đi. Mấy bạn ơi, khét nha. Khét nha, cái quy mọc nhiều lắm nè. Ừ. Có trái mấy trái bự nè kia quy. Mấy trái bự nè. Có trái mà nó có trái mà bảy cánh luôn. Cô cho bảy cánh luôn. Cái này là quả gì đây? Quả khế. Quả khế, tiếng Anh quá sao biết không? Đúng rồi. Đâu, quả khế nói tiếng Anh nói sao? Star fruit. Star fruit. Star fruit. Rồi, bây giờ sao đây? Nhiều quá là làm gì giờ? Bỏ đây, đứng bỏ đây đi. Lấy cho bà Năm một ít thôi mấy bạn. Cho bà Năm một ít hả? Biếu bà Năm một nửa đi. Nhiều lắm. Kiwi mang một nửa, đưa một nửa cho bà Năm nha. Rồi con bỏ vô mấy trái cho bà Năm nha. Nè cầm cái bọc. Cầm cầm tư tư. Cho bà Năm hai trái chín này. Mấy trái này. Hả? Ừ. Cho bà Năm. Hả? Đây 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 mẹ. Rồi con đem vô. Con nói hàng rồi lại đây. Rồi con đem nhà bà Năm con nói sao. Bà Năm ơi, à đúng rồi. Rồi giờ con đi hả? Đi bà Năm hả? Rồi đi đi nè. Này. Bye bye.